tâm từ đó mà cũng bị ảnh hưởng. Sự hành huyết của tâm và hô hấp của phế, vận hành của tỳ, sơ tiết của can, phong tàng của thận, thu nạp của vị, tiêu hóa của tiểu tràng, truyền đạo của đại tràng thì cũng liên quan mật thiết đến tâm, vì tâm giữ vai trò quân chủ nơi thần minh xuất gia. Tâm làm chủ và hiệp điều các hoạt động sinh lý của cơ thể. Tâm bình thường thì chức năng của từng bộ phận điều hòa với nhau, hợp tác với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Còn nếu như mà tâm bất minh thì sự hiệp đồng thống nhất giữa các bộ phận không đủ độ cần thiết để khỏe mạnh, và từ đó thì nguy hiểm đến tính mạng của con người. Trong sách Tố Vấn Linh Lan Bí Điển Luận có viết là nếu chủ minh thì dưới sẽ an, tức là nếu trong trong gia đình ấy, người nào làm chủ gia đình mà sáng suốt công minh và tất cả mọi việc đều 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 bình đẳng và luôn luôn coi trọng tất cả các thành viên trong trong gia đình thì bao giờ đó cũng là một gia đình hòa thuận và cuộc sống ở trong trong gia đình thì rất là bình an và hạnh phúc. Nếu như mà trong trường hợp mà chủ bất minh thì 12 quan đều đều rất là nguy hiểm. Như vậy là nếu như theo sách Tố Vấn Linh Lan Bí Điển Luận có biết thì sự minh hay không minh của tâm thần liên quan trực tiếp đến yên hay loạn của tạng phủ.